Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 65 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 65 này là Yên của nữ hải sửa sư cung dô tru trai sang Như vậy cái chủ đề của phần 65 là gì là chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Yên của nữ hải tức là một cô gái người Anh Sửa là sửa đây là từ bỏ. Sửa là tức là đã từ bỏ hoặc là đã bỏ. Lý sư cung dù là cái công việc luật sư. Lý sư là luật sư. Như vậy là một cô gái người Anh đã từ bỏ công việc luật sư rồi gì nữa. Chu trai chuyển sang. Chu chai là sống ở và chuyển sang là ở trên thuyền. Chuyển là thuyền. Mình đọc lại ha. Yên của nữ hải sửa là sư sử cung dù trú tại sang. Và sau đây thì chúng ta vào trong nội dung của bài. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mà mọi người có nắm bắt được nhiều không. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Dorothy sư là của 今年二十七岁。他二十五岁的时候找到了一个很好的律师工作，这个工作的年薪是九万英镑。罗罗 t 说，他小的时候就很想当律师，但是这两年里。 洛洛 t 每天早上七点工作到晚上十点，每天在电脑前工作，让他觉得非常累。现在他辞了工作，买了一艘船，住在船上。洛洛 t 说，他很喜欢现在的生活。 Thì vừa rồi là nội dung của của bài Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích nội dung chi tiết của nó nhé Dorothy xưa, yên của rẫn Dorothy là một người Anh Chí nền ở sự năm nay 27 tuổi Tha ở sự tờ hồ Khi chị ấy 25 tuổi Tha ở sự xuê tờ hồ Chào là gì hẳn hào Lý sư cung dô là gì cơ Đã tìm được một cái, một cái gì nào ý cơ cung dô là một cái công việc Công việc như thế nào ý cơ lý sư cung dô là công việc luật sư Công việc luật sư là như thế nào nữa Vẫn nằm phía trước ý cơ hẳn hào tờ lý sư cung dô Như vậy mình dịch là Năm À, chị ấy 25 tuổi hoặc là khi chị ấy 25 tuổi đã tìm được một cái công việc luật sư rất là tốt Khánh họ tới luật sư công do trơ cơ tờ xin mình có từ nén xin tức là mày nén tờ xin suệ đó xin suệ là lương nén xin tức là mày nén tờ xin suệ mức lương hàng năm hoặc là lương mỗi năm cũng được trơ cơ cung tờ xin suệ, mức lương hàng năm của công việc này sư chiều quan Diên Bang là 90.000 bản anh mức lương khá là cao đấy Dorothy số là chị Dorothy nói tha xẻo tới sự hô khi chị còn nhỏ chưa hẳn sàng tán luy sư chưa hẳn sàng tán luy sư thì rất muốn làm luật sư từ tán ở đây tức là làm một vai vế một chức vụ một nghề nghiệp đều dùng từ tăng này được mình có thể dùng từ chua để thay thế ví dụ như là tăng chính lý là làm, làm giám đốc một cái chức vụ tăng chính lý tăng chủng thuận làm tổng thống rồi làm một nghề nghiệp ví dụ như quá sĩ sì hoan tăng lão sư tôi thích làm giáo viên đó là một nghề nghiệp tăng tay phu làm bác sĩ à, làm một cái vai vế nào đó tăng ba bà làm bố không dễ đâu nha tăng ba bà của rụng nhi à tăng cư cư là làm anh tăng chia chia là làm chị ờ, giải thích thêm từ tăng như vậy tan sư trơ liền nén lì Liền nén lì trơ nén lì là trong hai năm nay tan sư trơ liền nén lì nhưng mà trong hai năm nay hoặc là mình có thể dịch toán là trong mấy năm nay Dorothy mày thiên chào sang chi tiền. Cung cho tao hoàn sang sử tiền. Chị Dorothy á, mấy tháng trở sang chi tiền là 7 giờ sáng mỗi ngày. Cung cho tao là làm việc đến hoàn sang sử tiền là 10 giờ tối. Như vậy là mỗi ngày chị Dorothy làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thá mấy tháng trở sang nào chẳng cung cho ở đâu mới làm gì trai tiên nào chén cung do mỗi ngày phải làm việc trước máy tính tức là mình làm việc bằng máy tính thôi có thể do tình hình dịch bệnh hay là gì đó mày thì anh trai tiên nào chén cung do mỗi ngày đều làm việc ở trước máy tính răng tha tờ phê thẳng lê khiến cho răng này là khiến cho tha chuyển tờ phê thẳng lê khiến cho chị ấy cảm thấy cực kỳ mệt mệt vô cùng Xin sửa lời cung do. Và hiện nay chị ấy đã bỏ cái công việc rồi, bỏ việc đó rồi, sửa lời cung do. Mày là y sâu trọn, đã mua một chiếc thuyền, có thể đổi từ sâu bằng từ trứ cũng được, nếu cái thuyền nhỏ. Mày là y trứ trọn. Chú sẽ trọn sang và sống ở trên thuyền luôn. Dorothy số, chị Dorothy nói, Tha hẳn xì hoán, tờ sân rất thích cái cuộc sống hiện nay sân hộ có nhiều nghĩa là sinh sống rồi sinh hoạt gì đó nhưng cái đây là danh từ cuộc sống thá hẳn xì hoan sinh ra ta cung do chị rất thích công việc hiện nay thì đó là nội dung chi tiết của bài có điều gì thắc mắc xin mọi người à, cứ việc nhắn tin vào phần comment mình sẽ trả lời chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé và sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình một lần cho nó quen 永大柏罗罗，罗罗提是英国人，今年二十七岁。他二十五岁的时候，他二十五岁的时候，找到了一个很好的律师工作。 这个工作的年薪是九万英镑。Dorothy 说，他小的时候就很想当律师，但是这两年里。 Liu 每天早上七点工作到晚上十点，每天在电脑前工作，让他觉得非常累。 现在他辞了工作，买了一艘船，住在船上。露露缇说：“他很喜欢现在的生活。”，<music> 们 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhưng đây cũng chúc mọi người cùng gia đình nhiều sức khỏe an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này xin chào mọi người và mọi người hãy cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và mấy cái video clip nó được lan tỏa nhiều hơn xin chào mọi người